Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh xe Việt Như vậy là chỉ còn hơn một tháng là hết cái chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho xe lắp ráp Em khuyên anh em nào mà đang có nhu cầu mua xe thì nên mua xe tại thời điểm này luôn đi ạ Để sang tháng 12 chạy thuế, em sợ lúc đó thì là cầu nhiều hơn cung, giá xe sẽ đẩy lên Và trên video anh em đang xem, đây là mẫu xe Hyundai Creta Một mẫu xe gầm cao tầm trung, có phiên bản có giá bán dưới 600 triệu Hyundai Creta cũng là một trong những xe nằm trong cái diện được hưởng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho xe lắp ráp. Thời điểm đầu tháng 11 em đã cập nhật chính sách bán hàng cho anh em rồi Nhưng tại thời điểm nửa cuối tháng 11 này Giá xe đã có biến động và đã có một số phiên bản đã tăng thêm đôi chút Và trong video ngày hôm nay em sẽ cập nhật cho anh em chính sách bán hàng từng phiên bản Hyundai Creta Thời điểm nửa cuối tháng 11 để anh em tham khảo và cân đối tài chính Mời em cùng xem video Em xin phép điểm qua đôi chút về mẫu xe Hyundai Creta để những anh em nào mới theo dõi kênh xe Việt và những anh em mới tham khảo dòng xe này cũng có thể nắm được. Hyundai Creta có tất cả là 3 phiên bản được lắp ráp tại Việt Nam. Phiên bản thấp đó là Creta tiêu chuẩn. Phiên bản thứ hai đó là Creta đặc biệt. Và phiên bản thứ ba đó là Creta bản cao cấp chính sách bán hàng của Hyundai không phân vùng thị trường. Hiện tại bên em có cơ sở ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ bán hàng trực tiếp cho anh em. Anh em gần cơ sở nào thì anh em liên hệ trực tiếp với nhân viên bên em theo số điện thoại em để góc phía dưới bên trái màn hình. Nhân viên bên em sẽ hỗ trợ trực tiếp cho anh em và cam kết với anh em giá bán trên video đúng như là giá bán khi mà anh em liên hệ tùy từng thời điểm. Và giá bán tại cơ sở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ khác nhau độc lập theo từng vùng miền, anh em lưu ý. Hiện tại thời điểm này anh em vẫn đang được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, cùng với đó nhà máy vẫn đang hỗ trợ giảm tiền mặt trừ trực tiếp vào giá xe tính từ giá niêm yết. Đồng thời, ngân hàng PG Bank, ngân hàng xăng dầu sẽ hỗ trợ anh em vay với mức lãi suất ưu đãi khoảng 0,7% trên một tháng trong năm đầu, năm thứ hai trở đi biên độ khoảng 0,9%. Như vậy là anh em đang được ưu đãi lãi suất là khoảng 8,8% trên một năm. Cụ thể chính sách bán hàng nửa cuối tháng 11 áp dụng cho từng phiên bản Creta như thế nào, mời anh em cùng xem video phiên bản đầu tiên em sẽ cập nhật cho anh em đó là Creta bản tiêu chuẩn giá niêm yết của Hyundai Creta bản tiêu chuẩn là 640 triệu tại thời điểm đầu cuối tháng 11 giá bán cho anh em tại hai cơ sở bên em đã có sự thay đổi tại cơ sở Hà Nội giá bán cho anh em là 594 triệu như vậy là đã cao hơn 2 triệu so với thời điểm đầu tháng 11 tại cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh giá bán ổn định ở mức 601 triệu ngoài ra thì anh em nào mua xe tại cơ sở Hà Nội thì được tặng cam hành trình thảm chân nước hoa bọc vô đăng da và thẻ dịch vụ ở giữa anh em nào mua xe tại cơ sở thành phố Hồ Chí Minh thì anh em sẽ được tặng kèm gián kính, cam hành trình, trải sàn, thảm đế chân, bọc vô lăng, áo chùm xe, nước hoa và bình chữa cháy. Với giá bán như trên, em xin phép tính giá xe ra biển số lăn bánh tại các địa phương để anh em nắm được. Anh em nào ở Hà Nội sẽ là 654 triệu, anh em ở các tỉnh áp 12% là 635 triệu, ở các tỉnh áp 10% thuế là 629 triệu, ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 655 triệu và ở các tỉnh miền Nam sẽ là 636 triệu. Giá xe ra biển số lăn máy trên đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản theo quy định của nhà nước, anh em có thể nhìn trên màn hình. Chưa bao gồm những khoản chi phí dịch vụ ngoài. Trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp, anh em được vay ngân hàng tối đa lên đến 85% giá trị xe, như vậy thì anh em cần phải chuẩn bị 15% giá trị xe cùng với các khoản chi phí đăng ký và anh em cũng đã tính cái số tiền thấp nhất anh em cần phải chuẩn bị như sau. Anh em ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 150 triệu. Ở các tỉnh áp 12% là 130 triệu. Ở các tỉnh áp 10% là 124 triệu ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 144 triệu và ở các tỉnh miền Nam sẽ là 125 triệu. Ngoài ra thì anh em mua trả góp, anh em sẽ phát sinh thêm hai dịch vụ nữa, đó là bảo hiểm thân vỏ, năm đầu tiên trị giá là 7,7 triệu. Thứ hai đó là dịch vụ đăng ký xe chọn gói. Với số tiền ban đầu trả trước thấp nhất như vậy, anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa 85%, cụ thể với chiếc Creta tiêu chuẩn. Tại cơ sở Hà Nội, anh em vay được tối đa là 504 triệu. Tại cơ sở thành phố Hồ Chí Minh, anh em vay được tối đa là 510 triệu. Thời gian vay tối đa cho anh em là 8 năm, tối thiểu là 3 năm và với mức lãi suất như trong phần đầu video em cũng đã giới thiệu qua rồi. Với gói vay 504 triệu trong 8 năm thì gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là 8,7 triệu, trong đó thì gốc chia đều cho hàng tháng trong 8 năm là 5,2 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 3,5 triệu. Dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. <laughs> tiếp theo mời anh em cùng đến với phiên bản thứ hai đó là Hyundai Creta bản đặc biệt ra bán thời điểm cuối tháng 11 của hai cơ sở bên em như sau. Tại cơ sở Hà Nội giá bán cho anh em bây giờ chỉ còn có 640 triệu Như vậy là đã giảm thêm 2 triệu so với thời điểm đầu tháng 11 Vẫn tặng kèm anh em đầy đủ những phụ kiện Bao gồm cam hành trình, thảm đế chân, nước hoa, bọc vô năng da, thẻ dịch vụ bảo dưỡng Tại cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh giá bán cho anh em vẫn ổn định ở mức 650 triệu Và tặng kèm anh em đầy đủ những phụ kiện như bản tiêu chuẩn em vừa mới giới thiệu Anh em có thể xem lại trên màn hình giúp em Giá xe ra biển số lăn bánh tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em như sau anh em ở Hà Nội sẽ là 703 triệu, ở các tỉnh áp 12% là 684 triệu, ở các tỉnh áp 10% là 677 triệu, ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 706 triệu và ở các tỉnh miền Nam sẽ là 687 triệu. Trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp, số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị như sau. Anh em nào ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 159 triệu, ở các tỉnh áp 12% là 140 triệu, ở các tỉnh áp 10% là 133 triệu, ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 154 triệu và ở các tỉnh miền Nam sẽ là 134 triệu. Ngoài ra thì anh em sẽ phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ, năm đầu trị giá là 8,3 triệu. Thứ hai đó là dịch vụ đăng ký xe chọn gói. Như vậy anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa, cụ thể tại cơ sở Hà Nội anh em vay được tối đa là 544 triệu tại cơ sở thành phố Hồ Chí Minh anh em vay được tối đa là 552 triệu. Với gói vay 544 triệu trong 8 năm thì gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là 9,4 triệu, trong đó thì gốc chia đều cho hàng tháng trong 8 năm là 5,6 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 3,8 triệu. Dư nợ cũng sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Và phiên bản thứ ba em cập nhật cho anh em đó là Hyundai Creta bản cao cấp. Phiên bản này hiện tại giá bán đang ổn định cho cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tại hai cơ sở bên em không có gì thay đổi và cụ thể giá bán tại Hà Nội sẽ là 685 triệu và tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 700 triệu vẫn tặng kèm anh em đầy đủ những phụ kiện tại hai cơ sở như trên màn hình anh em đang xem và em cũng xin phép tính lại giá xe ra biển số lăn bánh tại các địa phương để anh em tham khảo anh em nào ở Hà Nội sẽ là 751 triệu anh em ở các tỉnh áp 12% là 731 triệu anh em ở các tỉnh áp 10% là 724 triệu anh em ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 759 triệu và anh em ở các tỉnh miền Nam sẽ là 739 triệu. trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp chiếc Hyundai Creta bản cao cấp, anh em cần phải chuẩn bị số tiền ít nhất như sau. So. Anh em ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 169 triệu, anh em ở các tỉnh áp 12% là 149 triệu, anh em ở các tỉnh áp 10% là 142 triệu, anh em ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 164 triệu và anh em ở các tỉnh miền Nam sẽ là 144 triệu và anh em cũng vẫn sẽ phải mua thêm bảo hiểm thất vỏ năm đầu trị giá là 8,9 triệu thứ hai đó là dịch vụ đăng ký xe chọn gói như vậy anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa tại cơ sở hà nội anh em vay được tối đa là 582 triệu tại cơ sở thành phố hồ chí minh anh em vay được tối đa là 595 triệu với gói vay 582 triệu trong thời gian vay tối đa 8 năm thì gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là 9,5 triệu trong đó gốc chia đều là 6 triệu chia đều cho hàng tháng trong 8 năm lãi suất tháng đầu tiên là 3,5 triệu dư nợ cũng sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo như vậy trên đây đó là toàn bộ thông tin về chính sách bán hàng của ba phiên bản Creta tại thời điểm những ngày cuối tháng 11. Nếu thời gian tới giá xe có thay đổi em sẽ cập nhật lại cho anh em. Cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo. Xin chào anh em.